khi mà chúng ta bán một cái sản phẩm gì nó có cái loại thuộc tính của nó nhiều hơn các bạn ha có thể là bán máy tính bán thiết bị máy móc bán những cái dụng cụ y tế mà với lại những cái dòng thông tin nó nhiều ví dụ như một sản phẩm của chúng ta nó có rất là nhiều thương hiệu có rất là nhiều cái phần thông số kỹ thuật và nhiều cái loại giá cũng như màu sắc và làm sao để chúng ta tạo ra một cái bộ lọc xịn sò như thế này ví dụ như ở đây là cái web bán laptop của mình thì khi mà mình kích vào phần MacBook ở đây thì ngay lập tức nó sẽ trả về những cái kết quả mắc bút hơn các bạn ha đây là một cái bộ lọc nó hoạt động trên cơ chế của Ajax và tốc độ lót của nó cực kỳ cao ở trên này chúng ta có thể setup up rất là nhiều cái kiểu ví dụ mình chọn một chế độ là LG ở đây thì tất cả những dòng sản phẩm của LG cũng như là dòng mắt bút nó sẽ lọc ra và cái bộ lọc này nó hoạt động giống như những cái trang web của như thế giới di động thôi các bạn cái bộ lọc này nó rất là xịn sò rồi trước đây chúng ta có những cái bộ lọc khác nhưng mà nó không có mượt mà giống như những cái bộ lọc này Và đây là một trong những phiên bản nâng cấp rất là tốt để cho nó chạy trên cái website WordPress Và nó co giãn rất là tốt trên thiết bị là iPhone hoặc là iPad các bạn ha Và khu vực phía dưới này nếu chúng ta có nhiều thông tin thuộc tính Ví dụ như ở đây mình bán sản phẩm nó có phần là thông tin về CPU Chúng ta sẽ kích vào Core i3 thì nó sẽ lấy ra tất cả những sản phẩm của Core i3 và những cái phần màu sắc giá cả của chúng ta chúng ta sẽ có cái bộ chọn ở đây ha các bạn đây là phần thông số kỹ thuật độ phân giải kẹt đồ họa ổ cứng của chúng ta và đặc biệt là chúng ta sẽ set up được theo rất là nhiều cái kiểu chúng ta có thể đưa set up với kiểu giá khách hàng có thể vừa chọn kiểu giá dưới đây dưới 15 triệu thôi các bạn ha khách hàng có thể kích vào để khách hàng xem được tất cả những dòng sản phẩm nếu không có sản phẩm nào ở phía dưới phục vụ nhu cầu của khách hàng thì nó sẽ báo ra là không tìm thấy sản phẩm nào nếu chúng ta có cái sản phẩm nào và với là cái giá như vậy thì nó sẽ xuất hiện ra khu vực phía dưới này cực kỳ nhanh hả các bạn rồi đó là tất cả những cái phần thông tin này và ở phía dưới này nó có một cái phần rất là hay nữa đó là chọn theo nhu cầu nó còn có một cái kiểu setup nữa đó là vừa xuất hiện một cái dòng chữ và xuất hiện thêm một cái bộ lọc có cái hình ảnh ở đây chúng ta chỉ cần kích vào khu vực này thôi chúng ta tắt cái phần này đi à khi mà chúng ta lọc thì chúng ta có thể xóa tất cả những cái bộ lọc ở trên phía trên khu vực này nó sẽ xuất hiện lại cho chúng ta tất cả những cái phần để giúp cho chúng ta à lọc nhanh, tìm kiếm đúng cái nội dung nhanh, đây là cái giao diện của người dùng rất là trực quan ha các bạn ha. Và trên điện thoại di động và tất cả những thiết bị nó đều co giãn cho chúng ta rất là đẹp. Rồi, thì bên trong của chúng ta nó sẽ cho chúng ta setup rất là nhanh chóng. Đây là những cái phần mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thiết lập. Ví dụ như thương hiệu chúng ta có thể setup đưa cái hình ảnh của chúng ta lên. À, chúng ta có thể setup được tất cả những thông tin loại thuộc tính về màu sắc ha các bạn và chúng ta có thể set up được để cho nó xuất hiện ra một cái giao diện tương tự như thế này à, chúng ta có thể chọn những cái phần giá trong này chúng ta sẽ tạo ra những cái mục giá để giúp cho khách hàng tiện cái việc là khách hàng kích vào nó sẽ ra đúng như vậy luôn rồi chúng ta có thể chọn những cái loạn thương hiệu nó sẽ xuất hiện theo cái dự chữ như thế này icon như thế này và có thể xuất hiện theo rất là nhiều cái kiểu drop down như thế này hả các bạn tức là nó sẽ tạo một cái dòng sổ xuống như vậy và chúng ta rất là dễ cài đặt và setup tùy biến thôi các bạn ha chỉ cần các bạn làm theo từng bước thì các bạn sẽ thấy à, ở đây nó sẽ có những cái phần mục như thế này ví dụ như vào từng sản phẩm của chúng ta có thể là chúng ta đưa danh mục lên màu sắc và kích thước nó sẽ sâu ra như thế này à, và tất cả những phần danh mục này nó sẽ có thêm cái phần phân trang ở đây rất là tuyệt vời thôi các bạn à, khách hàng chỉ cần kích vào và nó sẽ hoạt động cài đặt cực kỳ nhanh chóng có thể setup luôn cả cái phần đánh giá năm sao ở đây à, và tất cả những cái phần thuộc tính của chúng ta phần nào chúng ta cũng đưa lên đây được hết và làm sao để chúng ta set up và đưa lên để tạo ra một cái demo đầy đủ và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bắt tay vào thực hiện ha thì đây là một trong những cái tiện ích để giúp cho các bạn bán hàng với lại website nó cực kỳ hữu dụng giúp cho khách hàng tìm kiếm dễ dàng và cái việc gia tăng doanh số là cái việc tất nhiên rồi các bạn ha làm sao để tích hợp được cái phần này cùng thể tìm hiểu và chúng ta tích hợp ngay vào cái website của chúng ta nhé rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ di chuyển vào đường dẫn là văn thế web com xuyệt lọc Mình đã để cái đường dẫn trên màn hình và dưới cái phần mô tả Các bạn kích vào giúp mình để cho nó dẫn đúng cái đường link nha Chúng ta sẽ nhấn Enter để cho nó dẫn chúng ta tới cái plugin này Và đây là cái plugin sẽ giúp cho chúng ta làm được cái chuyện đó hả các bạn ha Các bạn có thể xem tổng quan tất cả những thông tin, những cái phần hỗ trợ Mà nó có thể đem lại cho chúng ta à, Rất là trực quan ở phía dưới này Và phần tính năng giúp cho chúng ta lọc sản phẩm nè À, tạo bộ lọc hình ảnh màu sắc rồi cỡ chữ đủ thứ hết à, lọc theo thông tin khoảng giá nè à, lọc theo đánh giá lọc theo à, tất cả những cái phần thông số của cái phần thuộc tính của chúng ta và nó có nút tải thêm nè các bạn ha nút cuộn chuột và bên trong setup nó có rất là nhiều cái phần hỗ trợ cho chúng ta cực kỳ nhanh chóng à, bây giờ chúng ta thấy đây là cái phần blocking hỗ trợ chúng ta rồi các bạn di chuyển tới khu vực này nó sẽ có hai bảng nếu các bạn xác định cái bộ lọc này chúng ta mua vĩnh viễn luôn á thì chúng ta nên bấm vào chế độ là mãi mãi và chúng ta sẽ mua với lại cái blocker này mình sẽ bấm vào cái nút là à, mua ngay ở đây ha các bạn ha các bạn muốn chọn một trong hai cái phiên bản nào cũng được thì chúng ta sẽ à, bấm vào cái chữ mua ngay ở đây rồi sau khi các bạn kích vào đây thì chúng ta điền đầy đủ thông tin của chúng ta vào chúng ta sẽ điền email tên số điện thoại và tên miền của chúng ta ví dụ như ở đây mình sẽ chọn tên miền tham com À, thêm chấm văn thế web com và sau đó chúng ta bấm vào chuyển khoản qr với lại via code chúng ta chết vào tôi đồng ý sau đó chúng ta bấm vào thanh toán ngay rồi sau khi mà các bạn à, quét mã thanh toán trong cái phần này thì chúng ta sẽ nhận được một email ha, các bạn ha các bạn dùng ngân hàng nào chúng ta quét mã để chúng ta thanh toán chúng ta cũng nhận được một email nếu trường hợp mà các bạn không chuyển được thì chúng ta có thể chuyển thủ công cho họ với lại cái nội dung là blocking ở đây Mỗi cái đơn hàng của chúng ta nó sẽ sinh ra một cái nội dung mã đơn hàng để cho nó tự động nó kích hoạt các bạn ha. Chúng ta thanh toán xong rồi, chúng ta nhận được một email và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tải đạo và cài đặt về trên email thôi các bạn ha. Ok, sau khi thanh toán thành công thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái email như thế này ha các bạn ha. Ở bên đây nó có tên sản phẩm là WooCommerce Ajax Product Filter và bên phải của chúng ta nó có cái nút tải về ở đây và các bạn bấm vào cái nút tải về rồi các bạn đợi cho nó tải về chúng ta tìm một cái nơi lưu ha ok sau khi lưu xong rồi thì chúng ta quay qua cái phòng quản trị admin website của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào phòng bên trong các bạn sẽ kéo xuống khu vực Blocking ở đây chúng ta bấm vào nút cài mới rồi trong cái khu vực nút tải lên này chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là File bây giờ chúng ta sẽ tìm tới cái login chúng ta vừa tải về rồi các bạn tìm tới cái login chúng ta vừa tải về sau đó chúng ta bấm open. Di chuyển chuột lên chúng ta bấm vào cái nút cài đặt ở đây. Tiếp theo các bạn sẽ di chuyển vào cái chữ là kích hoạt. Rồi chúng ta sẽ đợi cho nó kích hoạt thành công và chúng ta sẽ bắt đầu đi sử dụng thôi các bạn ha. Rồi sau khi kích hoạt lên thành công thì các bạn kéo xuống khu vực login của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có một cái phần nữa đó là ISO WooCommerce Ajax Product chúng ta bấm vào cái chữ license thôi các bạn ha. Rồi trong khu vực này các bạn xin quay qua email của chúng ta Chúng ta lấy cái phần license của chúng ta Chúng ta copy ở đây Và chúng ta đem nhập vào khu vực này Sau đó chúng ta bấm vào nút gửi đi Và nó sẽ xuất hiện ra cái nút cài đặt Chúng ta sẽ bấm vào cài đặt ở đây Ok Trong khu vực này Các bạn sẽ di chuyển tới cái phần là chung Chúng ta sẽ thấy cái phần Ajax phân trang Chúng ta bật lên Ajax sắp xếp theo Chúng ta bật lên Và hiển thị nút tải thêm Chúng ta cũng bật lên luôn Ok, tiếp tục tới cái phần là sticker bộ lọc bật lên ha các bạn ha. Cái chỗ top sticker mobile chúng ta để trống giúp mình. Loại thuộc tính chúng ta cũng bật lên. Rồi run stop bật lên hết. Tốc độ chúng ta sẽ bật chế độ là nhanh. Ok, chúng ta kéo khu vực phía dưới này cái phần là lazy load image chúng ta cũng bật lên luôn. Và cái phần tắt bộ lọc Ajax chúng ta cũng bật lên. À cái chỗ này chúng ta tắt đi. À tắt bộ lọc Ajax chúng ta tắt đi thôi các bạn ha. Rồi chúng ta bấm vào nút lưu. Ok, cái tab đầu tiên chúng ta đã set up xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển tới phần là thư viện và style. Ví dụ như web của mình là màu gì thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ màu chính ở đây nè. Chúng ta sẽ kéo cái mã màu ở đây chúng ta lựa chọn thôi các bạn ha. Rồi, đây là cái màu chính chúng ta thoát chuột ra bên ngoài. Màu phụ của chúng ta chúng ta cũng kéo luôn ở đây. Mình sẽ cho là màu cam. Rồi, chúng ta chọn màu chính và màu phụ. Sau đó dưới cái phần là hiệu ứng login, chúng ta bật hiệu ứng login lên. Rồi trong cái phần chọn hiệu ứng này nè Các bạn cứ chọn tạm một cái đi Sau đó chúng ta có thể cập chặt sau Hiệu ứng thanh block tiến trình chúng ta bật lên Ok chưa Cái tab thư viện và style chúng ta bật lên hết như thế này là ok Bây giờ chúng ta bấm vào nút lưu Ok sau khi chúng ta đã set up xong cái phần cài đặt rồi Thì làm sao để web của chúng ta nó xuất hiện ra cái phần thương hiệu Rồi nó xuất hiện theo tất cả những thông tin thuộc tính ở khu vực này các bạn ha tất cả những cái bộ lọc của chúng ta nó sẽ xuất hiện theo cái diện này ở đây nó sẽ có phần là chọn theo nhu cầu nó sẽ xuất hiện theo cái dạng hình ảnh ở đây ha ở đây là thuộc tính nè các bạn thấy chưa rồi và làm sao để chúng ta thiết lập được cái khu vực này thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi cách chúng ta setup tất cả những thằng này chúng ta đều làm giống đứa được hơn các bạn ha quay trở lại khu vực website của chúng ta các bạn sẽ di chuyển tới cái khu vực là sản phẩm chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mục nữa đó là các thuộc tính chúng ta kích vào đây rồi ok bây giờ các bạn xem chúng ta bên tay phải này của chúng ta chưa có thương hiệu đúng không bây giờ mình muốn thêm thương hiệu vào thì mình sẽ gõ vào cái chữ là thương hiệu ok cái loại chúng ta sẽ chọn ở đây loại hiển thị dành cho cái thằng ajax shop này nó có màu sắc hình ảnh và dạng hình ảnh kèm tiêu đề đây này các bạn, à, chúng ta sẽ nhìn thấy trên này nè, nó là cái gì? Nó là hình ảnh đúng không các bạn? À, nó là hình ảnh thì chúng ta sẽ click vào đây, chúng ta chọn là dạng hình ảnh, chúng ta bấm vào thêm thuộc tính, rồi ok, thì ở đây chúng ta có bao nhiêu thương hiệu thì chúng ta thêm vào thôi các bạn ha, thì sản phẩm của mình bán thì sẽ có một số cái thương hiệu như thế này. Bây giờ mình sẽ mở tất cả sản phẩm lên, rồi. Trong khu vực này à, nó có rất là nhiều hãng ha, các bạn ha. Bây giờ mình sẽ thêm vào ví dụ như là Team Forest. Rồi mình sẽ liệt kê ra vài cái hãng. Ví dụ như đây là Team Forest hả các bạn. Ok, hãng đầu tiên của mình là Team Forest, hãng thứ hai đó chính là Zic. Rồi tiếp theo có thể là hãng My Team Shop. My Team Shop và ở đây ha các bạn ha, mình sẽ lấy tất cả những cái hãng của mình đưa lên đây. Đó, trong đây là những cái phần hãng của mình nè à, là văn thế web ví dụ như vậy đi ha cái nào mình tự tạo thì mình đưa của mình lên rồi ở đây mình sẽ có bốn cái hãng như thế này đúng không các bạn bây giờ các bạn sẽ giúp mình chúng ta sẽ lấy bốn cái tên chúng ta đưa vào các thuộc tính trong khu vực này khi mà chúng ta tạo cái thương hiệu bên phải của chúng ta nó sẽ có chữ là cấu hình chủng loại chúng ta click vào đây các bạn sẽ thêm tuần tự các cái phần đó vào bây giờ team forest nè các bạn sẽ thêm giúp mình một cái tấm ảnh vào thôi các bạn ha rồi lúc này mình sẽ mở cái phần canva lên bây giờ mình bấm vào tạo tùy chỉnh bấm vào cỡ tùy biến nè à, chúng ta sẽ nhập vào cái kích thước là 100 nhân cho 50 chúng ta bấm vào tạo thiết kế bây giờ chúng ta sẽ kiếm mấy cái hình nhỏ chúng ta bỏ vào à, Team Forest logo đây mình sẽ tìm tới những cái phần này và trong cái mục hình ảnh này thôi các bạn ha lúc này chúng ta sẽ lấy những cái à, phần icon ở đây chúng ta đem lên đây chúng ta dán vào chúng ta nháy phải chúng ta dán vào thôi các bạn rồi mình sẽ kéo giãn rộng ra ok như vậy là mình đã có cái phần thương hiệu đầu tiên tiếp theo à, chúng ta sẽ lấy cái phần zip À, mình sẽ lấy vào là zip logo ok chúng ta sẽ mượn tạo một cái tấm hình trên internet mở ra chúng ta copy nó đem vô bên này chúng ta nháy phải chúng ta dán nó vào và chúng ta kéo rộng nó ra ok chưa thêm trang mới mình sẽ tiếp tục thêm vào my team shop logo mình lại tiếp tục lên đây mình tìm my team shop logo rồi Làm tương tự như vậy hả các bạn ha Chúng ta tìm cái hình nào mà nó rõ nét á Chúng ta mở lên Copy nó Đem vào khuôn vực này chúng ta lại dán ở đây Ok chưa Rồi tiếp theo trên cái phần quăng thế web logo Thì mình có thể quay ra trang chủ của mình ha các bạn ha Mình sẽ nháy phải mình copy cái hình này về rồi, sau, sau đó mình sẽ dán vào đây tương tự như vậy Rồi kéo rộng ra à, kéo rộng nó ra Ok như vậy là chúng ta đã có đủ bốn cái phần thương hiệu bây giờ chúng ta bấm tải về tải về chúng ta chọn chế độ PNG chúng ta bấm tải xuống bốn tấm ảnh này rồi Ok bây giờ mình sẽ luôn ngoài desktop là bốn thương hiệu sau khi chúng ta tải về thì chúng ta sẽ giải nén nó ra Extract file. Ok. Bây giờ các bạn quay lại khu vực ở phía phần sản phẩm của chúng ta. Trong cái khu vực thương hiệu này chúng ta sẽ bấm vào add image. Chúng ta tải lên. Rồi chúng ta tìm tới cái thư mục là bốn thương hiệu của chúng ta. Chúng ta sẽ upload bốn cái thằng này lên. Rồi, đầu tiên là cái thằng Team Forest thì mình sẽ chọn cái thằng đầu tiên. Sau đó bấm vào rút chọn. Ok cho các bạn Team net tương ứng với lại cái icon này Chúng ta bấm vào thêm mới thương hiệu Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm tương tự như vậy cho Cái phần zip Rồi chúng ta sẽ thêm vào đây Và chúng ta bấm vào add image Thêm logo và chúng ta bấm vào thêm mới thương hiệu Thằng thứ ba là My Team Shop Cũng tương tự như vậy Rồi thêm mới thương hiệu Tiếp theo là văn Thế web. Ok chưa? Chúng ta bấm vào thêm mới thương hiệu. Vậy là bốn cái thương hiệu của chúng ta lần đầu tiên nó đã xuất hiện rồi. Bây giờ sau khi thêm bốn thương hiệu xong, các bạn sẽ nhìn thấy trong khu vực giao diện nó sẽ có phần là widget, chúng ta mở thằng này lên. Rồi ở đây nó sẽ có xuất hiện thêm một cái phần nữa là filter prop các bạn ha. Các bạn sẽ tìm giúp mình tới cái phần là Azure ở dưới này Nó sẽ có phần là uh, By category nè Cái đây là danh mục rồi hả các bạn ha Đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái thằng này lên Danh mục Ok chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên là uh, Danh mục Rồi chúng ta bấm vào đây Chúng ta cho phép chọn nhiều Hiện số lượng bật drop down Và cái phần full width này nè Chúng ta bật chế độ tự động giúp mình Sau đó chúng ta bấm vào nút lưu bây giờ các bạn sẽ tìm tới cái chỗ là thuộc tính nè à, lọc bởi thuộc tính nè đây attribute thôi các bạn ha iso future by attribute chúng ta sẽ kéo vào đây các bạn nhớ kéo vào đúng cái khu vực là filter wrap cho các bạn nha đừng có kéo đi nhầm chỗ khác nha chúng ta thu gom cái thằng đầu tiên lại ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là thương hiệu rồi cho phép chọn nhiều nè hiển thị số lượng và bật drop down. Lúc này chúng ta có thể để chế độ là full width thôi các bạn ha. Rồi, chúng ta bấm vào nút lưu. Bây giờ các bạn muốn sắp xếp như thế nào thì tùy chúng ta. Muốn thương hiệu đưa lên trên thì chúng ta kéo lên trên và chúng ta sẽ bấm vào cái chữ hoàn thành ở đây để cho nó lưu về. Các bạn sẽ mở danh mục bất kỳ của chúng ta lên ở trong khu vực sản phẩm của chúng ta nè. À, chúng ta sẽ mở bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào lên, di chuyển vào cái đường danh mục của nó. Bây giờ ví dụ như là mình sẽ mở cái phần sản phẩm này. Rồi bây giờ mình bấm vào chữ là login chính hãng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở khu vực này nó sẽ xuất hiện ra một cái mục nữa là danh mục các bạn thấy chưa? À, thương hiệu nó chưa xuất hiện là tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa có đưa thương hiệu đó vào bất kỳ sản phẩm nào hết. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái sản phẩm có tên là Platform chúng ta sẽ thêm cái thuộc tính vào cho nó trong cái phần sửa sản phẩm này các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm vào mình sẽ kéo xuống khu vực phía dưới này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có phần các thuộc tính bây giờ chúng ta sẽ thêm vào à đây nè sản phẩm của chúng ta có thể chọn sản phẩm là đơn giản và chúng ta sẽ thêm thuộc tính vào trong này chúng ta sẽ chọn vào cái khu vực là thương hiệu rồi thằng này thuộc thương hiệu gì chúng ta bấm vào chọn tất cả nè nó thuộc là à, thêm forest chúng ta cứ để thêm forest và chúng ta xóa những thằng kia đi ok chứ các bạn sau đó chúng ta bấm vào lưu thuộc tính và chúng ta sẽ cập nhật nó lại tương tự như vậy các bạn sẽ làm cho hết tất cả những sản phẩm của chúng ta về cái mặt thương hiệu các bạn hiểu chưa rồi đây chúng ta sẽ bấm vào tất cả sản phẩm nè mình sẽ thêm một vài cái vào để cho nó hoạt động cho các bạn dễ thấy rồi ví dụ như cái phần Hara team này mình sẽ bấm vào cái nút chỉnh sửa ở đây. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống khu vực phía dưới này. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy, ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là thuộc tính và thương hiệu. Chúng ta chọn khu vực thương hiệu ở đây. Sau đó chúng ta chọn cái thằng này nó là là Team Forest, ok chưa? Rồi chúng ta lưu nó lại. Vậy là đã có hai sản phẩm của Team Forest đúng không các bạn Rồi mình ra đây mình vẫn chưa thấy nó hoạt động hơn các bạn ha Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại khu vực Quick này nè Trong cái phần thuộc tính này chúng ta chọn đúng thương hiệu thôi các bạn Rồi sau đó chúng ta bấm vào nút lưu Bây giờ chúng ta quay trở lại khu vực bên ngoài Chúng ta xem lại một lần nữa chúng ta tải lại Ok Chúng ta thấy cái chỗ thương hiệu của chúng ta nó đã xuất hiện rồi các bạn thấy chưa À thương hiệu của chúng ta nó đã xuất hiện rồi nếu mà chúng ta muốn cho cái kích thước nó nhỏ lại thì các bạn sẽ nhìn thấy trong khu vực widget này nè Nó sẽ có phần full width và chúng ta để chế độ là tự động Chúng ta bấm nút lưu Thì nó sẽ co giãn theo cái chế độ hoặc các bạn ha tự động nó co giãn theo cái chế độ này Rồi nó sẽ tự động nó co lại rất là đẹp Các bạn thấy chưa thương hiệu nè à, Danh mục nè à, Đầy đủ hết Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm tất cả những thương hiệu kia vào để cho ở đây nó hoạt động thôi các bạn ha Mình sẽ quay trở lại khu vực sản phẩm của mình mình sẽ tìm tới những cái phần nào mà mình cần thêm vào các bạn rồi tương tự như vậy mình sẽ làm cho một số cái dòng sản phẩm khác để cho tất cả những thằng này nó trở nên là đầy đủ dữ liệu các bạn ha ok mình sẽ di chuyển tiếp tục tới phần thuộc tính attribute và tìm tới khu vực thương hiệu ở đây và mình sẽ chọn là văn thế web rồi như vậy là cái phần à, thuộc tính thứ hai mình đã làm xong chúng ta bấm vào nút lưu ở đây Rồi tiếp theo mình sẽ thêm cái phần thương hiệu của thằng Zip vào Mình sẽ tìm tất cả những sản phẩm của thằng Zip vào đây Rồi mình sẽ tìm một hai sản phẩm của Zip vào mình đưa vào đây Cũng làm tương tự như vậy chúng ta kéo xuống khu vực các thuộc tính Chúng ta làm thương hiệu Rồi sau đó mình chọn là Zip Ok, rồi, lưu lại. Mỗi sản phẩm các bạn cứ thêm hết thuộc tính vào cho nó thì nó sẽ bắt đầu hoạt động ở khu vực đó ha. Trong đây chúng ta cũng làm như vậy. Rồi, git. Lưu thuộc tính. Ok, chúng ta cập nhật lại như vậy là thương hiệu mình đã cập nhật ba cái rồi còn một cái cuối cùng đó là cái phần My Team Shop thì mình sẽ tìm những cái sản phẩm của My Team Shop ở đây ha các bạn ha mình sẽ cập nhật lên đây My Team Shop rồi bấm nút chỉnh sửa nè rồi đây nữa Run Pro nữa nè rồi OK Kéo khu vực phía dưới ha mình sẽ kéo trong cái khu vực là thuộc tính nè thương hiệu Sau đó chúng ta sẽ chọn là My Team Shop. Lưu lại. Ok cho các bạn. Và chúng ta bấm lưu sản phẩm đó lên. Rồi tương tự như vậy mình sẽ cập nhật một sản phẩm nữa qua, wow, và thuộc tính khác cho các bạn xem. Thương hiệu. Và My Team Shop. Ok như vậy là đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta quay ra khu vực sản phẩm của chúng ta, chúng ta sẽ xem lại thương hiệu. À, chúng ta sẽ reload ở đây lại thôi các bạn ha. Nếu mà cái nào nó chưa xuất hiện ra cái hình ở dưới đây á, chứng tỏ là chúng ta đã chưa lưu. Và chúng ta nhớ là sau khi chúng ta cập nhật lại chúng ta phải lưu ở đây. À, cái nào mà nó chưa xuất hiện xuống á, là do chúng ta chưa lưu, chúng ta cập nhật rồi mà chúng ta chưa lưu nó. Nên nó sẽ không có cơ sở dữ liệu để nó đưa xuống thôi các bạn ha. Đây thương hiệu nè, có đó nè. Thì bây giờ chúng ta bấm vào nút cập nhật ở đây. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta quay ra bên ngoài. À, chúng ta sẽ F5 lại. Rồi, trong đây nó đã xuất hiện ra tại sao một số cái nó không xuất hiện tại vì không đúng danh mục của nó. Ở trong cái phần à, danh mục này khi nào nó tồn tại thì nó mới xuất hiện ra các bạn ha chứ không phải cái nào nó cũng lấy ra về danh mục thì tất cả những cái phần nào nó cũng lấy ra và nó đếm luôn số lượng cho chúng ta như vậy là chúng ta đã xong cái phần thương hiệu ha các bạn nếu mà chúng ta muốn show nó xuất hiện trực tiếp lên phía trên luôn thì chúng ta làm như thế nào giống như mẫu này ha các bạn ha đây à, giống như mẫu của chúng ta nó xuất hiện như thế này thì làm như thế nào bây giờ các bạn quay trở lại cái khu vực widget của chúng ta đây các bạn thấy ở đây nó sẽ có cái phần là hiển thị drop down bật drop down này chúng ta có thể tắt cái thằng này đi à rồi hiện số lượng sản phẩm chúng ta tắt đi luôn chúng ta bấm vào nút lưu thì bây giờ cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ nằm full ra một hàng chúng ta sẽ tải lại đó các bạn thấy chưa thương hiệu của chúng ta nó sẽ nằm full ra tuy nhiên chỉ trường hợp nào thương hiệu của chúng ta nó nhiều nó full hết một dòng như thế này thì chúng ta mới nên để chế độ đó thôi các bạn ha còn không thì các bạn cứ để chế độ bình thường giúp mình là chúng ta quay trở lại đây chúng ta để vào cái khu vực là hiện sản phẩm và prop down khi nào nó full ra giống như cái demo ở đây hả các bạn thì chúng ta mới nên bật lên ok như vậy là thương hiệu xong cho các bạn tiếp theo chúng ta làm tới tất cả những cái thuộc tính này thì các bạn cũng làm tương tự như vậy nó chỉ là cái gì à nó chỉ là những cái phần thông số kỹ thuật các bạn thấy chưa đúng không à nó chỉ là phần thông số kỹ thuật thôi rồi nó có một cái phần ở đây là màu sắc nè thì bây giờ mình sẽ thêm một cái phần màu sắc vào thôi tại vì nó khác biệt ha à, các bạn di chuyển tới phần các thuộc tính lại nè trong cái khu vực màu sắc của chúng ta. Sau khi chúng ta đã xong phần thương hiệu rồi, các bạn quay ra đây chúng ta sẽ tạo thêm một cái phần nữa đó là màu sắc. Ok, chúng ta kéo xuống cái phần loại hiển thị, chúng ta chọn chế độ là màu sắc ha các bạn ha. Chúng ta bấm vào thêm thuộc tính. Rồi, sau khi chúng ta thêm màu sắc thì nó sẽ chạy qua bên này và chúng ta bấm vào cấu hình chủng loại. Ở đây mình sẽ thêm vào là màu vàng. Rồi, các bạn kéo xuống khu vực phía dưới này, chúng ta sẽ bấm vào chọn chế độ màu vàng cho nó. Rồi, sau đó chúng ta thêm mới màu. Màu thứ hai mình sẽ thêm vào là màu đỏ và chúng ta kéo cho nó cái màu đỏ. Ok chưa? Chúng ta bấm vào lưu. Tiếp theo mình cho nữa là màu đen. Và mình sẽ chọn ở đây là màu đen. Chúng ta bấm vào thêm mới màu sắc. Như vậy chúng ta đã có 3 mã màu rồi. Bây giờ mình quay ra sản phẩm bất kỳ ở đây Mình sẽ bấm vào mình chỉnh sửa thôi các bạn ha Mình lấy ba cái phần sản phẩm Mình đưa vào ba cái màu Rồi Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta cập nhật lại cái chỗ thông số kỹ thuật Khu vực này Chúng ta di chuyển tới cái chân các thuộc tính Chúng ta lại làm tương tự như vậy là màu sắc này ha các bạn Ví dụ cái thằng này mình chọn màu đen đi Và chúng ta bấm vào lưu thuộc tính À, thằng sản phẩm đầu tiên đã xong thứ hai mình sẽ quay ra đây mình sẽ chọn này là màu đỏ rồi làm tương tự như vậy đỏ và chúng ta lưu thuộc tính bây giờ chúng ta kéo lên phía trên chúng ta bấm vào nút cập nhật lại tiếp tục mình sẽ làm cho một sản phẩm nữa thì sẽ đủ ba sản phẩm và nó sẽ hoạt động để cho nó nhiều thông tin một tí thôi các bạn ha chứ chúng ta có một cái mà chúng ta show ra bên ngoài thì nó ít sản phẩm quá rồi màu đỏ bây giờ chúng ta chọn màu vàng như vậy là đủ ba màu bây giờ chúng ta quay ra ngoài ok đủ rồi thì chúng ta quay ra bên ngoài chúng ta bấm vào cái danh mục của chúng ta mở ra chúng ta tìm tới khu vực danh mục thôi các bạn đây mình bấm vào kinh chính hãng ở đây rồi các bạn sẽ nhìn thấy trên khu vực phía trên này nó chưa có phòng màu sắc đúng không các bạn là tại chúng ta chưa kéo ra thì quay lại khu vực widget của chúng ta chúng ta sẽ bấm vào cái phần là attribute chúng ta lại kéo tiếp tục cái thằng là iso by attribute chúng ta kéo lên khu vực phía trên này chúng ta thả ra rồi chúng ta đặt tên cho nó là màu sắc chúng ta lại để chế độ là auto rồi ở khu vực này chúng ta sẽ chọn à cái phần này chúng ta có thể chọn nhãn thôi các bạn ha rồi trong khu vực này nè chúng ta chọn cái thuộc tính là màu sắc rồi kéo xuống khu vực phía dưới này các bạn sẽ kéo phần là ISO filter by attribute chúng ta kéo vào đây chúng ta thả ra ở đây mình sẽ đặt cho nó cái tên là màu sắc và chúng ta bấm vào thuộc tính là màu sắc ở đây rồi cho phép chọn nhiều màu sắc bật số lượng và bật drop down mình cũng chọn chế độ là tự động luôn cho nó lưu lại Bây giờ chúng ta quay ra bên ngoài chúng ta coi thử nó đã hoạt động chưa à, Thì các bạn thấy màu sắc của chúng ta nó đã hoạt động Chúng ta chết vào màu vàng thì ngay lập tức nó lót về màu vàng Cái phần Isaac lót của nó cực kỳ nhanh hả các bạn ha Rồi trong phần này chúng ta đã đi qua hết tất cả mọi cái Rồi còn có một phần này tương tự nữa đó là chọn theo nhu cầu thì đây chỉ là những cái tấm ảnh thôi các bạn ha Đây là cái tiêu đề và những cái tấm ảnh Thì các bạn cũng làm tương tự như vậy Trong thuộc tính nó còn có một phần nữa rồi trong phần các thuộc tính nó còn có một cái phần nữa đó là phần là ví dụ như cái đó là thông số đi hả các bạn Đây phần này có nghĩa là nhu cầu mình chọn theo nhu cầu đi Nhu cầu mình nhấn enter Rồi trong cái phần nhu cầu này nè mình sẽ chỉnh nó lại thành cái chế độ là sửa này các bạn Chúng ta sẽ chọn nó lại chế độ ở đây là dạng hình ảnh kèm tiêu đề Nó chỉ đơn giản như vậy thôi À, bây giờ chúng ta thêm vào bất kỳ cái hình ảnh nào chúng ta quay trở lại cái phần thuộc tính của chúng ta mình sẽ thêm một cái nhu cầu tương tự giống như demo ví dụ như là học tập văn phòng mình sẽ thêm vào là học tập văn phòng rồi ở đây chúng ta sẽ chọn chế độ là dạng hình ảnh kèm tiêu đề ở đây nó đã sinh ra rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái chữ nhu cầu ở đây chúng ta cấu hình chủng loại hết các bạn ha Bây giờ mình sẽ thêm một cái phần thuộc tính đầu tiên đó là văn phòng. Rồi, chúng ta kéo xuống chúng ta thêm một tấm hình vào. Ví dụ mình tìm một tấm hình là văn phòng đây. Rồi. À. Máy tính văn phòng đi, máy tính văn phòng. Ok, chúng ta bấm vào cái chỗ hình ảnh ở đây. Rồi, mình tải một tấm hình bất kỳ xuống đi. Ok. Bây giờ chúng ta quay trở lại khu vực này chúng ta đăng nó lên à, Mấy cái thằng sản phẩm này mình sẽ gỡ bớt đi Tắt bớt đi cho dễ nhìn hơn các bạn ha Rồi trong khu vực văn phòng này mình sẽ thêm một tấm ảnh vào Tấm ảnh chúng ta vừa tải về hả các bạn ha Rồi chúng ta kéo tấm ảnh nó lên và chúng ta bấm vào nút chọn ở đây Chúng ta bấm vào thêm nhu cầu mới Bây giờ mình lấy bất kỳ một cái sản phẩm nào mình cũng làm kéo ra cái phần thuộc tính nó tương tự như vậy hả các bạn rồi và bây giờ mình sẽ bấm vào đây chỉnh sửa ok mình sẽ kéo khu vực phía dưới này mình sẽ bấm vào các thuộc tính nè ở đây chúng ta sẽ chọn là nhu cầu rồi sau đó mình sẽ chọn ở đây là văn phòng ok chưa bấm vào lưu các thuộc tính lưu lại bây giờ chúng ta cũng bấm vào nút cập nhật và chúng ta quay ra cái phần widget của chúng ta chúng ta cũng kéo cái phần thông tin đó ra đây cái phần là attribute các bạn nhớ đúng nha là attribute nha đây là nhu cầu chúng ta chọn ở đây là nhu cầu à, đây nó chưa lưu của các bạn các bạn có thể reload để cho nó xuống cái phần nhu cầu đó nha rồi chúng ta bấm vào đây chúng ta nhập lại là nhu cầu chọn trong khu vực này là nhu cầu ở đây chúng ta bấm vào cho phép chọn nhiều hiện số lượng và bật drop down chúng ta có thể để chế độ full lưu lại mình sẽ ra bên ngoài mình xem thử cái sản phẩm mà mình vừa cập nhật đó ha các bạn ha đó chúng ta sẽ kích vào đây chúng ta di chuyển tới phần login chính hãng nè danh mục của nó chúng ta sẽ thấy cái phần thông tin này nó sẽ xuất hiện ở khu vực phía dưới này rất là đẹp và để cho nó xuất hiện full ra thì chúng ta làm như thế nào quay trở lại đây nè các bạn, à, chúng ta sẽ bấm vào cái chế độ là bật crop down, chúng ta sẽ không cho nó xuất hiện crop down lên thì nó sẽ xuất hiện thẳng ra luôn, chúng ta chỉ cần reload lại thôi. Đó, bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái blocking chính hãng này quay lại nè, chúng ta sẽ thấy thêm một cái phần nữa đó là nhu cầu, các bạn thấy chưa ở đây nó sẽ xuất hiện ra và tương tự như vậy chúng ta làm cho tất cả những cái dòng sản phẩm của chúng ta như vậy là thế đã vừa chia sẻ cho các bạn một cái bộ lọc rất là đầy đủ xịn sò để giúp cho chúng ta tích hợp vào cái website bán hàng một cái website cần có một cái bộ lọc chuyên nghiệp áp dụng vào website bán thiết bị bán máy móc bán à, tất cả những cái dòng sản phẩm nào mà nó có thông số kỹ thuật nhiều hơn các bạn ha thì chúng ta nên áp dụng một cái bộ lọc như thế này để cho giúp cho khách hàng tìm kiếm sản phẩm nó nhanh chóng Xin chúc các bạn thành công nếu các bạn đang có nhu cầu sửa lỗi web hoặc có nhu cầu thiết kế web mới thì hãy liên hệ với bên mình ha để chúng ta có thể có được một cái website bán hàng rất là đẹp rất là chuyên nghiệp hơn các bạn ha các bạn đừng quên đăng ký follow kênh của mình để nhận được tất cả những thủ thuật về WordPress SEO cũng như digital marketing nhé chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn